Nihaseo, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong buổi học ngày hôm nay, và chúng ta cái nội dung chính của buổi học hôm nay sẽ là các bạn sẽ được học về cái phần cấu trúc câu, thì cũng như trong tiếng Việt cái thành phần cơ bản nhất trong câu của tiếng Hàn cũng là có một chủ ngữ và một vị ngữ. Chủ ngữ tiếng Hàn gọi là chua và vị ngữ gọi là sơ sura. Sơ sum có nghĩa là nếu như mà động từ đấy, nếu mà khi mà các bạn dùng theo động từ là sơ sul ha tà, có nghĩa là tường thuật. Thế thế và nếu như chúng ta thêm cái chữ ơ có nghĩa là ngữ vào thì nó sẽ biến thành sơ sura, có nghĩa là vị ngữ, tức là cái từ mà tường thuật và miêu tả chi tiết lại cái chủ ngữ thì được gọi là vị ngữ. Thế và như trong tiếng Việt của chúng ta, nếu như chủ ngữ thế sẽ xong thì nếu như trong tiếng Việt của chúng ta là chủ ngữ này, xong cho đến tiếp ngay sau đó là động từ, tức là vị ngữ. Thế nhưng tiếng Hàn, nếu như trong một câu chỉ có hai thành phần là chủ ngữ và vị ngữ thôi thì nó sẽ đứng liền nhau. Còn nếu như có chủ ngữ thế thì xong sau đó lại có bổ ngữ, nếu mà trong câu xuất hiện bổ ngữ thì cái bổ ngữ đó sẽ đứng đằng trước động từ, đằng trước vị ngữ. Tức là nếu một câu có các thành phần là chủ ngữ, bổ ngữ và vị ngữ thì nó sẽ là chủ ngữ, xong sau đó đến bổ ngữ và vị ngữ sẽ nằm ở cuối cùng. Thế cho nên khi mà đọc một câu tiếng Hàn thì các bạn phải đọc đến hết câu thì chúng ta mới có thể hiểu được cái câu đó nói gì. Bởi vì đến hết câu thì chúng ta mới biết được cái vị ngữ chính của cái câu đó là gì. Trước tiên thì chúng ta sẽ học những cái trường hợp đơn giản thôi. Như các bạn nhìn thấy, các bạn đọc theo tôi sẽ đọc. Trời nên hắc xe nghìn mì tả. Đây là một câu đơn giản và quen thuộc mà chúng ta đã từng gặp ở những cái bài trước. Tôi là học sinh. Trời nên hắc xe nghìn mì tả. Trời nên là tôi, hắc xe là học sinh đúng không? Và ở đây động từ là từ là y tả. Tôi là học sinh. Câu thứ hai. Uy cha ka isumnida. Uy cha ka isumnida. Uy cha có nghĩa là ghế. Cái ghế đó thì và ca đứng là vị từ đứng đằng sau từ uy cha để chỉ là ra rằng uy cha là chủ ngữ trong câu. Uy cha ka isumnida, có ghế. Câu tiếp theo. Je jibe televizyon이 없습니다. Je jibe televizyon이 없습니다. Chế chip về, các bạn còn nhớ từ chip là gì đúng không, gì không các bạn? Từ chip có nghĩa là nhà. Thế và chế này cũng là đại từ sở hữu mà chúng ta đã học, nghĩa ra nó phải là chờ uy, chờ uy. Thế nhưng ở đây người ta đã rút gọn lại và nó chỉ còn lại là chế, chế chip. Và p ở đây có nghĩa từ cái chữ tiệp này luyến lên cái e đằng sau đọc là chế chip về. Chê chi pê, ở nhà tôi, ê động, cái gọi là cái tiểu từ đứng đằng sau danh từ để chỉ đó là một địa điểm đấy ạ. Telepichon, telepichon có nghĩa là đấy chính là cái từ phiên âm từ tiếng Anh sang television đấy các bạn, từ TV. Thế mà nó người ta phiên âm sang tiếng Anh là telepichon, telepichon ni ta. Chế chip B, television option ta. Nhà tôi, ở nhà tôi không có tivi. Câu tiếp theo, một ví dụ tiếp theo đó là cư sarami huê saôn imnita. Cư sarami huê saôn imnita. Cư là gì các bạn còn nhớ không? Đó, người đó đúng không ạ? Người đó là huê sa có nghĩa là công ty. Thế và uôn thì theo tiếng Hán thì là viên viên chức á. Tức là viên chức của công ty, nhân viên của công ty thì người ta ghép vào thành hơi xa uôn có nghĩa là nhân viên của công ty. Người đó là một công nhân, là một nhân viên của một công ty. Câu tiếp theo. Hắc kêu ê cầm nỉ tà. Hắc kêu ê cầm nỉ tà. Hắc kêu là trường học. Hakyo trường học. Thế và e đó là cái vị từ đứng đằng sau để chỉ mục đích đến kamnita. Ở trong câu này thì đã khuyết cái chủ ngữ. Ví dụ như tôi muốn nói là tôi đi đến trường học chẳng hạn thì chúng ta câu của chúng ta sẽ là 저는
ấy, thầm nhì tạc. Thế và nếu như các bạn nói mà thường là người Hàn thì người ta cũng rất là hay, không 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 nhất thiết là phải có cái chủ ngữ là xưng tôi đâu, mà người ta chỉ nói luôn là hakyo cảm nhì tạc thì người ta cũng hiểu là à, người ta nói rằng bản thân người ta đi đến trường. Tiếp cái trường hợp tiếp theo đó là chê chinh cu nên ưng he nghe cảm nhì tạc. Chinh cu, chê chinh cu không biết các bạn còn nhớ không, có nghĩa là bạn. Chê chinh cu có nghĩa là bạn tôi. Chê chinh cu nên ưng he nghe cảm nhì tạc. Ưng he là ngân hàng, ngân hàng nó cũng là một từ xuất phát từ tiếng Hán, thì cho nên là các bạn thấy là cái âm của nó cũng hơi giống nhau đúng không? Sau này các bạn cứ học dần nhiều lên thì các bạn sẽ quen, và lúc đó có thể mình tự, các bạn cũng có thể đoán được cái từ đó nghĩa là gì, căn cứ vào cái âm tiếng Hán của tiếng Hàn nó còn lại đấy, thì chúng ta có thể suy ra tiếng Việt được. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa, các bạn đọc theo tôi nhé. Chờ nên hắc xe nhìn đi ta, uy cha ca ít xùm đi ta, chê chi bê thê lê bì nì ít xùm đi ta. Các bạn đọc lại câu này. Chê chi bê thê lê bì nì ít xùm đi ta, cư xà ra mi huê xa uôn ìm đi ta, cư xà ra mi huê xa uôn ìm đi ta, hắc kêu ê cầm đi ta, chê chinh cư nên ưng hê nghe cầm đi ta, chê chinh cư nên ưng hê nghe cầm đi ta. Đó là những cái câu đơn giản mà có một chủ vị. Thế và tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn vẫn là một cấu trúc câu, thế nhưng nó đã bắt đầu có thêm một thành phần, đó là bổ ngữ mà trong tiếng Hàn gọi là mục chốc cơ. Cái từ mục chốc này không thì nó sẽ có nghĩa là mục đích ngữ đấy ạ. Ở trong câu này nó có nghĩa là mục đích ngữ. Thế và bổ ngữ này nó sẽ bổ bổ nghĩa cho cái động từ đứng đằng sau nó, tức là vị ngữ. Và như các bạn, như tôi đã giới thiệu ngay từ đầu, và các bạn cũng phải nhớ cái chi tiết này, đó là cái bổ ngữ này luôn luôn đứng đằng trước động từ hay tính từ mà nó sẽ bổ nghĩa cho. Và đây chính là cái phần mà đảo ngược so với ngữ pháp của tiếng Việt của chúng ta. Đi vào ví dụ cụ thể, tôi sẽ đọc và các bạn đọc theo nhé. Học sinh từ đi check을 펴니다. 학생들이 책을 펴니다. Các bạn thấy ở đây có từ học sinh là rất quen thuộc đối với các bạn đúng không? Học sinh có nghĩa là học sinh. Thế nhưng đằng sau các bạn lại thấy có chữ chữ tư. Tư này có nghĩa là số nhiều, tức là những học sinh, tương đương với từ những ở trong tiếng Việt của chúng ta đó. Thì khi đó chúng ta cũng, các bạn cũng có cái từ tiểu từ y đứng đằng sau cái tên này để chỉ rằng đây là chủ ngữ trong câu. Học sinh từ đi và책을 펴니다.책 là từ sách. Thế và펴다 ở đây tôi sẽ viết từ펴다 cho các bạn. Nguyên thể của nó là펴다, có nghĩa là mở mở sách. Và tôi kết hợp với cái đuôi câu kính trọng ở dạng câu câu khẳng định thì là piêm đi ta, thì vì vậy mà nó sẽ biến thành piêm đi ta. Còn check là sách, xong sau đó để chứng tỏ rằng, để chỉ ra rằng cái từ check này chính là bổ ngữ cho cái từ pia ta, tức là mở mở sách, mở cái gì, mở sách, thì đứng đằng sau nó có hai, nó sẽ có hai trường hợp. Đó là ư và rư, mà ở dưới các bạn sẽ được học cái ư và rư này. Ư và rư, nếu như đứng đằng sau nó là một phụ âm thì đằng sau các bạn sẽ để ư, các bạn sẽ để ư đây đứng đằng sau kia, đúng không ạ? Kiệt. Thế và sẽ khi mà đọc thì các bạn có thể đọc nối cái kiệt này lên trên cái chữ chữ r này. Thế còn với trường hợp là chữ r như thế này thì đứng đằng sau nó là một nguyên âm không có phụ âm, thì chúng ta ở đằng sau cái từ đó chúng ta sẽ phải thêm cái đuôi là
run vào để chỉ ra rằng cái từ đứng đằng trước nó là bổ ngữ và nó sẽ có nhiệm vụ bổ nghĩa cho động từ. Và câu này hắc xanh tư đi che cư thêm nì đà, chắc các bạn đã cũng hiểu ra rồi, đó là những học sinh thì dở sách ra đấy, dở sách ra để học thì người ta nói như vậy. Hắc xanh tư đi che cư thêm nì đà. Câu tiếp theo, sơn xanh nì mi cưng si rư sưng nì đà. Sơn danh nghiêm, chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ. Sơn danh nghiêm có nghĩa là thầy giáo hoặc là cô giáo. Kinh si là chữ, cái chữ viết của chúng ta đấy. Kinh si rư, bởi vì đằng sau cái chữ si này không có không kết thúc bằng một phụ âm, thế cho nên cái đuôi đằng sau nó phải là rư liền, và chữ ư và chữ liền ở đằng sau. Và ở đây cái động từ nguyên dạng của nó là sư tà. Những cái này các bạn nên viết ra vở trong của mình và về nhà học thuộc lại. Đây là xăng, cái âm xăng xiọc ấy, thế cho nên là các bạn phải phát âm mạnh lên một chút, sư tà. Thế và khi mà kết hợp với cái đuôi pìm nì tà này thì chúng ta sẽ đọc là sâm nì tà, sâm nì tà. Bật không phải là âm bật hơi, thế nhưng nó phải bắt các bạn phải phát âm nhấn mạnh một chút. Tôi đọc lại và các bạn đọc theo tôi nhé. Sơn danh ni mi cân si rư sum ni ta. Sơn danh ni mi cân si rư sum ni ta. Thầy giáo hoặc là cô giáo viết chữ. Câu tiếp theo, mai si ga papu mực sum ni ta. Mai, các bạn thấy chữ mai ở đây chính là tên tiếng Việt của chúng ta đấy ạ. Người ta, khi người Hàn nếu mà người ta dùng ấy thì người ta phải phiên âm ra như thế thì người ta mới đọc được. Một người tên là Mai, một bạn gái tên là Mai. Thế và cái từ si ở đằng sau này, cái từ si ở đằng sau này thì tôi muốn chỉ cho các bạn ấy, thì đó là một cái đuôi từ mà nó gắn vào tên của một người nào đó mà chỉ một cách lịch sự, tức là khi mà tôi chưa biết tuổi tác của bạn là thế nào, hơn tôi tuổi hay là kém tôi tuổi, thế nhưng mà tôi vẫn cứ muốn tỏ ra là tôn trọng đó, thì tôi sẽ gắn cái tên của người đó với chữ si. Thì có nghĩa là anh hay là chị đó, thì nó dùng chung cho cả nam lẫn nữ, thì các bạn cứ gắn vào như thế thì sẽ vẫn là tỏ được cái sự tôn trọng của mình đối với người ta. Thì ở đây trong trường hợp này là mai sika papul mực sum ni ta. Pap có nghĩa là cơm và mực ta có nghĩa là ăn. Bạn Mai thì ăn cơm, chị Mai ăn cơm. Thế và sau từ pap là vì nó có cái vật chim là biệp, thế cho nên đằng sau nó phải sử dụng là ư như các bạn thấy ở đây. Tôi đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo tôi nhé. Mai sika papul mực sum ni ta. Bạn Mai, chị Mai ăn cơm. Câu tiếp theo, uriga kofiru masim ni ta. Uriga kofiru masim ni ta. Uri có nghĩa là chúng ta hay là chúng tôi. Họ không phân biệt từ chúng ta và chúng tôi như tiếng Việt của chúng ta đâu, mà có một từ chung là chúng tôi như vậy thôi. Uri ga coffee masimita. Coffee chính là coffee, cà phê đó, mà cái từ người ta phiên âm từ tiếng Anh ra, cà phê. Masimita, nguyên động từ nguyên dạng ở đây là masita, tức là uống. Chúng tôi uống cà phê. Uriga kofiru masimita. Kofiru bởi vì ở P này không có vạch chim ở cuối, cho nên chúng ta phải dùng chữ rư. Ví dụ tiếp theo các bạn đọc cùng tôi. Pinchiru bonemnita. Bonemnita, gửi thư. Một câu khuyết chủ ngữ. Pinchi là thư, còn boneta, boneta có nghĩa là gửi. Boneta, gửi. Khi câu ở động dạng động từ nguyên thể chưa chia và chưa ghép cái đuôi kính trọng vào. Bây giờ tôi muốn nói là tôi gửi thư chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 저는
Xin lỗi các bạn.저는 편지를 보내다 보냅니다. Rồi. Các bạn chỉ thêm cái chữ cho nên là chủ ngữ vào câu là được, vào đầu câu là được. Tiếp theo, 돈을 냅니다. 돈을 냅니다. 돈 có nghĩa là tiền. Và ở đây 내다 là trả. Trả tiền. Từ trả tiền. Tôn vì có niền, tạp chim niền, thế cho nên là cái đuôi đằng sau của nó phải là ưn. Các bạn nhớ nhá, nếu đuôi không có tạp chim thì sẽ là rưn. Ở đằng, đằng sau bổ ngữ đấy, đằng sau mục chốt cơ, nếu như không có tạp chim thì sẽ là rưn. Còn nếu có tạp chim thì nó sẽ là ưn. Các bạn đọc lại cùng với tôi cả tất lại tất cả các cái ví dụ trong trong cái bảng này. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 학생들이 책을 펴니다. 선생님이 글씨를 씁니다. 마이 씨가 밥을 먹습니다. 우리가 커피를 마십니다. 편지를 보냅니다. 돈을 냅니다. Các bạn sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là cái giới từ e và e sờ. Như ban nãy tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, cái từ e này nó sẽ đứng ở đằng sau danh từ để chỉ địa điểm đến hoặc là một cái mục đích đến của một động từ hành động nào đó, một động từ đi hay là đến nào đó. Thế còn e sờ nó sẽ chỉ cái hành động đó xảy ra tại địa điểm nào. Và để cho rõ hơn thì các bạn tốt nhất là chúng ta hãy nhìn vào cái ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ nhất, 우리는 학교에 갑니다. 우리 có nghĩa là chúng tôi, đúng không các bạn? Chúng tôi đi đến trường học. 학교 là trường học. Và e đứng đằng sau từ 학교 để chỉ cái địa điểm đến của cái từ động từ 가다, động từ đi. Các bạn đọc lại một lần nữa. 우리는 학교에 갑니다. 우리는 학교에 갑니다. Ví dụ thứ hai. 제 아버지는 회사에 갑니다. 제 아버지는 회사에 갑니다. 제 아버지 là bố tôi. 저의 아버지 đấy, các bạn còn nhớ không? Cái động tại từ sở hữu là 저 và 의, và người ta cứ ghép lại thành 제. 제 아버지는 회사에 갑니다. 아버지 là bố, hay là theo tiếng ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì là ba. Bố tôi đi đến công ty, 회사 có nghĩa là công ty. 제 어머니는 집에 계십니다. 제 어머니는 집에 계십니다. Mẹ tôi thì ở nhà. Mẹ, 어머니 có nghĩa là mẹ, và 집에 ở nhà. 계십니다 ở nhà. Như tôi đã từng nói với các bạn, cái từ 계 này nó tương đương với từ 있다. 계 này tương đương với từ 있다. Thế nhưng 있다, nhưng 계 thì nó sẽ có cái sắc thái là kính trọng hơn. Tức là bởi vì là đây là dùng là mẹ, thế cho nên là chúng ta phải tỏ sự kính trọng đối với mẹ thì bao giờ người ta cũng dùng cái đuôi là kê. Ví dụ như chúng tôi nói rằng là tôi ở nhà chẳng hạn, thì tôi sẽ nói là 나는 집에 있어요. 나는 집에 있어요. Không thì các bạn nếu muốn kính trọng người trên, các bạn có thể dùng là 나는 집에 있습니다 cũng được. Thế nhưng không bao giờ tự mình nói rằng 저는 집에 계십니다 được, bởi vì là tự mình thì không bao giờ dùng cái từ kính trọng đối với mình cả. Thế còn đây là trường hợp là tỏ sự kính trọng đối với người khác, thì cho nên chúng ta dùng cái từ kê. Tôi đọc lại một lần nữa, các bạn đọc cùng tôi nhé. 제 어머니는 집에 계십니다. Mẹ tôi đang ở nhà. Ví dụ tiếp theo. 서점에서 책을 사요. 서점 có nghĩa là hiệu sách.
check là sách và sa tà có nghĩa là mua, động từ mua. Tôi sẽ viết cái động từ nguyên thể ở đây cho các bạn nghe vào vở. Sa tà có nghĩa là mua. Và sau khi chia cái đuôi câu ở dạng kính trọng thấp hơn so với cái imnita thì nó có cái đuôi câu là io. Và sau này tôi sẽ giới thiệu riêng với các bạn trong một cái bài sau. Ở đây thì kiệu sách không còn là một cái địa điểm đến nữa, mà nó đã trở thành một cái địa điểm mà nơi mà xảy ra một cái hành động nào đó, thì chúng ta phải dùng là, khi đó chúng ta dùng là eso. Sơ chơ mề sơ chê cư xài, tôi mua sách ở hiệu sách. Đó là cái sự khác nhau giữa e và eso. Với các bạn xem ví dụ tiếp theo. Xin chào nghề sơ cô kỳ rư xăm nì tạc. Xin chào nghề sơ cô kỳ rư xăm nì tạc. Xin chào có nghĩa là chợ. Ở chợ thì cô kỳ rư, cô kỳ có nghĩa là thịt. Thế và xăm nì tạc cũng là mua. Thế nhưng ở đây tôi đã sử dụng cái đuôi kính trọng bậc cao nhất đó, đó là piềm nì tạc. Tôi mua thịt ở chợ. Và cô kỳ ở đây là không kết thúc bằng một bạt chim, thế do nên đằng sau nó phải là rư, các bạn nhớ điều đó. Tôi đọc lại một lần nữa, các bạn đọc cùng tôi nhé. Xin chào ngày xưa cô kỳ rư xăm nì tạ, tôi mua thịt ở chợ. Câu tiếp, ví dụ tiếp theo. Ân hè ngày xưa tôn nư bụt chèo. Ân hè ngày xưa tôn nư bụt chèo. Câu này thì động từ nguyên thể của nó là pu chi tà hay là pô nê tà. Pô nê tà cùng có nghĩa là gửi. Các bạn có thể dùng được cả hai từ này. Ngân hàng có nghĩa là ngân hàng, nhưng chắc là các bạn còn nhớ chúng ta đã học trong buổi trước. Ngân hàng ngày xưa ở ngân hàng, tôn là tiền, tôi gửi tiền ở ngân hàng. Hoặc là các bạn dùng cái từ ví dụ như là từ poneta chẳng hạn, thì chúng ta có thể thay thế vào và nói rằng ngân hàng ngày xưa tôn nư poneo, ngân hàng ngày xưa tôn nư puchero. Các bạn nhớ triệt ở đây là âm bật hơi, thế cho nên chúng ta phải đọc nhấn mạnh puchero. Ví dụ tiếp theo các bạn đọc cùng tôi. 회사에서 일을 해요. 회사에서 일을 해요. 회사 là công ty và 일을 하다. 일을 하다 có nghĩa là làm việc. 일을 하다 làm việc. Nếu trong trường hợp là in không thì nó sẽ là danh từ có nghĩa là công việc. Thế còn khi nó đứng làm bổ ngữ cho cái từ là, cho ha tà, cho cái động từ là, thì nó sẽ trở thành cả một cái có thể gọi là một cái cấu trúc là làm việc, irul ha tà. Thế và khi sau khi chia với cái io đuôi này thì nó sẽ có cái dạng là heo. Các bạn đọc lại một lần nữa. Hesai sơ irul heo là việc ở công ty. Đó là cái cách dùng của hai cái phụ từ e và e sơ. Các bạn nhớ khi chỉ một địa điểm nào đó thì sẽ dùng e, còn khi muốn chỉ cái hành động đó xảy ra tại địa điểm nào thì chúng ta phải thêm cái e sơ này vào. Thế nhưng sẽ có một trường hợp đặc biệt mà chúng ta sẽ học tiếp theo đây, đó là cũng với một cái cách chỉ dùng để chỉ một cái hành động nào đó xảy ra ở đâu, thế nhưng nó là trường hợp động từ là ịt tà hay ập tà thì chúng ta sẽ chỉ dùng ê thôi chứ không phải là ê sơ. Tức là chỉ một cái hành động mà các bạn, mời các bạn xem trong cái ví dụ cụ thể như sau thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Các bạn đọc theo tôi nhé. 내일 집에 있어요. Ngày mai, 내일 có nghĩa là ngày mai. 집에 있어요? Ngày mai bạn có ở nhà không? Vậy thì ở cái trường hợp này thì cái vì là있어요 là ở đây là dùng với nghĩa là ở, thế thì cho nên là đằng sau cái nhà này nó không phải là chỉ một cái địa điểm đến mà
Nó cũng coi như ở đây nó cũng tương đương với cái trường hợp là chị xảy ra một hành động nào đó đó, là cái việc là các bạn ở nhà hay là không ở nhà. Thế nhưng riêng với cái trường hợp là ita và opta này thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ sử dụng e thôi chứ không phải là eso. Câu trả lời año nay chibe opsoyo, año nay chibe opsoyo, año có nghĩa là không, câu phủ là từ phủ định đó. Nên tôi nên chi về ộp rồi, ngày mai tôi không có ở nhà. Ví dụ tiếp theo, Yogi gần chơi ngân hàng ấy ít Yogi gần chơi ngân hàng ấy ít. Ở gần đây, Yogi gần chơi, chắc là các bạn vẫn còn nhớ đúng không ạ? Ở Yogi là đây, còn gần chơi là ở ngay gần. Ở ngay gần đây thì có ngân hàng không? Nhớ khi kinh chơi ngân hàng gì sợ nê sợ nê vâng sợ, hoặc là các bạn có thể dùng cái từ dê cũng được, nê hay là dê nê sợ vâng có. Ví dụ tiếp theo, chị bê nén chăng cô gái sợ, chị bê nén chăng cô gái sợ, nén chăng cô có nghĩa là cái tủ lạnh. Các bạn nhớ ghi ra các cái từ mới này ra ngoài vợ nhé. Nên chăng cô gái sợ, ở nhà có tủ lạnh không? Đó, thì là chúng ta trả lời là nên sợ, có, ở nhà có tủ lạnh. Thế còn nếu như các bạn chả muốn trả lời là không, nhà tôi không có tủ lạnh thì chúng ta nói thế nào nhỉ? À nhớ, chị về nên chăng cô gái sợ. Hoặc là nói một cách đơn giản, các bạn có thể gọi là giản lược đi, bỏ bớt đi, chỉ có nói là không, không có thôi, thì chúng ta nói là án nhớ hộp sợi ạ, chúng ta nói đơn giản như vậy thôi cũng được. Đó là một cái hơi bất quy tắc, một cái điểm bất quy tắc của cái cách dùng cái từ e. Và tôi xin đọc lại một lần nữa các cái ví dụ trong cái bảng này và các bạn đọc cùng tôi nhé. Nay chị về sợ án nhớ nên chị về ốp sờ nhớ kỳ kinh chơi ứng hẹn gì sờ nè sờ chị về nên chẳng cô gà sờ nè sờ. Các bạn thân mến, sau một số các cái buổi học vừa rồi thì chúng ta đã học đủ một số các cái mẫu câu, cũng như là một số các cái từ mà tôi đã cung cấp cho các bạn để tự các bạn có thể giới thiệu được về mình rồi. Thế và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái bài học tự giới thiệu về mình. Các bạn nhìn thấy ở trên này, các bạn có thể tự đánh vần đọc được, đó là chữ cha ki so ke. Cha ki đó là bản thân mình, còn so ke là giới thiệu. Ở đây tôi để ở dạng danh từ, so ke có nghĩa là có nghĩa là giới thiệu nhưng ở dạng danh từ. Thế còn nếu như chúng ta thêm ha tà vào thì nó sẽ trở thành động từ, so ke ha tà có nghĩa là động từ giới thiệu. Khi mà một danh từ có gắn cái ha tà vào, cái ha tà nó chính là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết đó là một động từ, hoặc là có một số ít các cái tính từ thì cũng có cái đuôi là ha tà. Thế và là các bạn nhìn vào nó có thể phân biệt được giữa danh từ với động từ và tính từ ở cái điểm như thế. Và chúng ta sẽ đọc trước tiên là tôi sẽ đọc một lượt và các bạn đọc cho tôi, sau đó thì chúng ta sẽ phân tích từng câu một nhé. Trước tiên mời các bạn đọc theo tôi. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 여러분을 만나서 대단히 반갑습니다. 저는 윤티란입니다. 대학교 1학년 학생입니다. 나이는 20살입니다. 저는 한국 사이버 대학교에서 한국어를 공부합니다. 저는 한국 사이버 대학교에서 한국어를 공부합니다. 호치민에서 삽니다. 한국어를 열심히 공부해서
한국에 가고 싶습니다. 감사합니다. Đó là toàn bộ cái những cái câu giới thiệu đơn giản về mình mà khi các bạn gặp một ai đó người Hàn, các bạn có thể tự giới thiệu về mình như vậy. Trong đó có đầy đủ những thông tin như sau. Chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể. 안녕하십니까? Thì các bạn đã biết rồi, đó là câu chào đúng không? Ở cái mức độ kính trọng cao nhất. Và khi chúng ta gặp một người nào đó lần đầu tiên. Thế và câu tiếp theo, 처음 뵙겠습니다. Đó là câu sử dụng câu chào sử dụng với người chúng ta gặp lần đầu tiên. Được được gặp mà tôi đã giới thiệu từ lúc đầu đó. Câu tiếp theo một câu nói có tính lịch sự. 여러분을 만나서 대단히 반갑습니다. 여러분, 분 ở trước các bạn đã học đó là từ đồng nghĩa với từ saram tức là người. Thế nhưng mà có cái sắc thái kính trọng đó. Đấy, thế yoro có nghĩa là từ số nhiều. Khi mà chúng ta đứng trước nhiều người thì chúng ta ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta nói là các quý vị đó. Thì các bạn dùng từ yoro-bun khi phát biểu trước một đám đông, các bạn nên dùng từ yoro-bun. Yoro-bun-ul manna-so. Manna-ta có nghĩa là gặp, từ gặp mà trước đây các bạn cũng đã từng gặp rồi đấy. Thế và sơ ở đây kết hợp vào là có nghĩa là từ vì, vì được gặp và gặp ai, cái từ thế cái ai đó sẽ bổ nghĩa cho cái từ mà manna ta là từ động từ, thì cho nên là chúng ta phải sử dụng cái đuôi ưng mà yoro punul manna sơ thetani kabat hankap sumita. Hankap sumita có nghĩa là hân hạnh, như chúng ta đã học ở trên cái câu một cái cấu trúc ở trên đó. Và thetani ở đây có cái mức độ nó gọi là gì nhỉ, tức là rất hân hạnh, rất vui mừng, rất hân hạnh được được gặp quý vị, thì chúng ta sẽ dùng thetani. Thetani thì cái động từ nguyên thể của nó là thetanhata. Thế nhưng khi động từ nguyên thể mà đứng đằng trước tính từ hay là động từ mà nó bổ nghĩa và cái động từ đấy nó có thể chuyển sang phó từ thì nó sẽ biến cái hata đấy thành cái đuôi hi như các bạn nhìn thấy ở đây. Thetani đấy. Thì nó sẽ có nghĩa là rất vui mừng được gặp quý vị và rất hân hạnh được gặp quý vị. Câu tiếp theo đó là câu giới thiệu tên. Chờ nên Nguyễn Thị Lan Imita. Câu này thì rất là dễ rồi đúng không các bạn? Tôi tên là Nguyễn Thị Lan. Theo kyo yinakien haksen Imita. Theo kyo là trường đại học. Yinakien đây là số 1, các bạn vẫn chưa được học số đếm. Thế nhưng mà tôi có thể giới thiệu sơ qua. Yin tức là số 1 có nghĩa tiếng Hàn là yin, yin. Mà theo tiếng Hán thì là nhất đấy ạ. Các bạn khi các bạn học nhiều thì các bạn sẽ thấy là cái âm nó hơi giống nhau một chút. Và hắc niên, cái từ một đó khi mà viết chúng ta sẽ viết như sau, ta sẽ viết lên đây. Yên hắc niên là năm học. Thế và cái từ yên, cái một này thì cái liền này nó sẽ luyến lên, nó luyến lên cái chữ hiệt ở đằng sau, và hiệt nó là âm vô thanh, thành ra là các bạn sẽ đọc như là cái liền này là nằm ở ở cái vị trí phụ âm của cái từ hắc này này, thì chúng ta sẽ đọc luyến vào là y rắc niền tức là năm thứ nhất. Hắc sen im đi ta, tôi là sinh viên năm thứ nhất, tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Theo kyo y rắc niên hắc sen im đi ta. Câu tiếp theo. Này nên sư môn sa im đi ta. Này có nghĩa là tuổi. Này nên tuổi của tôi sư môn 20 ở đây có nghĩa là trong trong số đếm đó thì là sư môn. Ngay kể cả số đếm tiếng Hàn cũng chia ra làm hai loại, sau này chúng tôi sẽ giới thiệu riêng với các bạn sau. Có một loại số đếm mà
viết hoặc và đọc theo tiếng Hán, ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta là nhất nhị hay là nhất nhì tam tứ ngũ đó, thì trong tiếng Hàn cũng có một cái loại số đếm tương tự như vậy, và có một cái loại số đếm thuần Hàn cũng như trong tiếng Việt của chúng ta là 1 2 3 4, thì trong tiếng Hàn của người ta cũng có một cái loại số đếm tương tự như vậy. Thế và cái số đếm cái sumul này là cái số đếm thuộc cái từ thuần Hàn, thế còn cái in này này là thuộc cái từ số đếm là một ở trong cái từ số đếm của tiếng Hán. Thì cái đấy sau này chúng ta sẽ học sau. Hôm nay thì các bạn cứ học thuộc là như thế. Sumul có nghĩa là 20 và san có nghĩa là cũng là tuổi, thế nhưng mà cùng là tuổi, nay ca nay nay cũng là tuổi và san thì cũng là tuổi, thế nhưng mà nó lại dùng khác nhau, là có một cái chút khác biệt là như vậy. Và đây nó như là thành ra một cái thói quen của người Hàn rồi, thành ra là chúng ta phải buộc phải học thuộc theo cái cách đó. Tuổi của tôi là 20 tuổi, và cái san này nó các bạn có thể hiểu nó như là một cái đơn vị của tuổi á. Cái đơn vị của tuổi, ví dụ như trong 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 tiếng Việt của chúng ta cũng có từng cái loại đơn vị một, ví dụ như là một quyển sách thì cái quyển đó, một quyển sách thì cái quyển đó chính là một cái, là đơn vị của sách, đúng không các bạn? Hay là một bức ảnh thì bức cũng là cái đơn vị của cái danh từ ảnh. Thế và trong trường hợp này thì có thể các bạn có thể hiểu nó cũng tương tự như vậy, xa là đơn vị của cái từ tuổi. Thế và trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Nay nên sưng xa thì mì tà. Tôi năm nay 20 tuổi và là sinh viên đại học năm thứ nhất. Đây là cả cái câu này. Tiếp theo. Chờ nên Hàn Quốc sai bờ thẻ kiêu ấy giờ Hàn Quốc cờ rử công bu hàm mì tà. Một câu khá dài bao gồm đầy đủ cả chủ ngữ, vị ngữ, cả bổ ngữ và từ chỉ địa điểm. Một câu nó tương đối là dài. Và sẽ chúng ta sẽ phải phân tích lần lượt như sau. Trong câu này các bạn thấy cho nên thì các bạn đã biết rồi, tôi Hàn Quốc sai bơ theo kiều như câu trên chúng ta các bạn đã biết thì đó là trường đại học. Thế và Hàn Quốc sai bơ đó chính là cái tên trường đại học mà các bạn đang ngồi học ở đây. Hàn Quốc là Hàn Quốc, sai bơ có nghĩa theo người ta phiên âm sang tiếng Anh đó là trực tuyến, trường đại học trực tuyến Hàn Quốc. Hê sơ là giới từ chỉ địa điểm. Hàn Quốc cơ rơ công bu hàm nì tà. Hàn Quốc cơ có nghĩa là tiếng Hàn Quốc. Và rư như các bạn đã biết đó là cái phụ từ đứng đằng sau danh từ để chỉ ra đằng trước nó là bổ ngữ. Công vu hàm nì tà, công vu ha tà có nghĩa là học, một cái động từ học mà đây người ta thường là chỉ nói là ví dụ như học ở trường thì người ta dùng chung cái từ là công vu ha tà. Thế còn khi các bạn nếu như chúng ta học một cái chuyên môn gì đấy chẳng hạn thì nó sẽ có một cái từ khác là theo tà. Theo tà cũng có nghĩa là học, nhưng mà ví dụ như là khi chúng ta nói là tôi học một cái kỹ thuật gì đó chẳng hạn, chúng tôi học máy vi tính chẳng hạn, computer theo mì tà, khi đó chúng ta phải dùng cái từ theo tà, học mà có tính chất chuyên môn một chút thì người ta dùng theo tà. Thế còn học có tính chất chung chung như là nói học ở trường á thì người ta dùng từ công bu ha tà. Tôi xin đọc lại cái câu dài này một lần nữa và các bạn đọc lại cho tôi nhé. Các bạn đã dịch được rồi đúng không? Tôi học tiếng Hàn Quốc ở trường đại học trực tuyến Hàn Quốc. Cho nên Hàn Quốc sai bơ theo kiểu ấy giờ Hàn Quốc cờ rử công bu hàm nì tà. Câu tiếp theo, ví dụ tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn đó là Hồ Chí Minh에서 삽니다. Hồ Chí Minh에서 삽니다. Ở đây có một điểm mà chúng ta phải chú ý đó là cái từ 삽니다. Động từ nguyên dạng của nó là 산다 có nghĩa là sống. 산다 có nghĩa là sống. Thế nhưng ở đây các bạn thấy là cái liền này biến mất đi và thay vào đó lại là tiếp, đúng không? Nếu như theo như đúng quy tắc thì chúng ta phải viết là 산 sừng nì tà như thế này, đúng không các bạn? Nhưng trường hợp này nó là một cái trường hợp đặc biệt, khi các cái động từ có kết thúc bằng cái phụ âm liền ở đây thì cái liền này nó sẽ biến mất đi,
và các bạn coi như nó đã biến mất đi thì nó sẽ trở thành là không có vạc chim, không có phụ âm. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ dùng cái đuôi câu phải là piềm nì tà. Đó, đây là những cái trường hợp bất quy tắc mà các bạn phải học thuộc. Vì vậy mà ở đây Hồ Chí Minh ngày xưa sầm nì tà, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu tiếp theo, 한국어를 열심히 공부해서 한국에 가고 싶습니다. 한국어 là tiếng Hàn, 열심히 ở đây cũng là một tính từ, tôi sẽ viết ở dưới đây để các bạn thấy. 열심 하다 có nghĩa là chăm chỉ, chăm chỉ. Thế và nó đứng trước động từ và nó biến thành phó từ, thành ra là nó đã biến cái đuôi ha tà này thành đuôi hi, thành ra là các bạn đọc là yon sim hi, yon sim hi, yon sim hi công pu hè sơ. Công pu ha tà, cái động từ học đó có nguyên thể của nó là công pu ha tà, thế nhưng khi kết hợp với cái đuôi từ sơ có nghĩa là vì. Sau này tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Ở đây cái hê sơ này có nghĩa là vì, hoặc là ở đây đơn giản nó chỉ có nghĩa là kết 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 nối câu thôi. Tôi sẽ học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ rồi, và tôi muốn đi đến Hàn Quốc. 한국에 가고 싶습니다. 한국에 chỉ một đấy, ê ở đây sẽ có cái vị trí và có cái vai trò là chỉ, cái đấy, danh từ đứng trước nó là một địa điểm đến. Ka tà có nghĩa là đi. Và ở đây có xuất hiện một cái cấu trúc câu mới mà các bạn chưa được học, đó là mùa mua cô xịp xịp tà, mùa mua cô xịp tà. Tôi sẽ viết để cho các bạn nên ghi cái đó vào vở. Mùa mua ở đây tức là đằng trước nó không thể nào mà đứng một mình, mà đằng trước nó phải kết hợp với một danh từ, à xin lỗi các bạn, đằng trước nó phải kết hợp với một động từ. Ví dụ ở đây đó là ca chẳng hạn, cô cách ra xịt tà, đó là cái nguyên thể, cấu trúc nguyên thể của nó là như vậy, tức là luôn luôn phải kết hợp với một động từ, tức là mình muốn làm một cái động từ, à làm một cái hành động gì đó thì chúng ta dùng cái cấu trúc này. Ở trong trường hợp này là tôi sẽ học chăm chỉ đến Hàn Quốc rồi sau đó tôi muốn đi đến Hàn Quốc. Các bạn đọc lại một lần nữa. 한국어를 열심히 공부해서 한국에 가고 싶습니다. 가고 싶습니다. Ở đây chúng tôi đã kết hợp với cái đuôi câu kính trọng, thấy thành ra nó như vậy. Thế và câu cuối cùng đó là 감사합니다. 감사합니다. Cảm ơn, xin cảm ơn. Các bạn thấy cái từ 감사합니다 này nó có giống với cái từ nào trong tiếng Việt của chúng ta không nhỉ? 감사 có nghĩa là cảm tạ theo tiếng Hán đó, thế nên các bạn có thể suy ra nó là cảm ơn. Và cảm ơn thì nó cũng có một cái từ khác nữa, cô mát sừng, cô mát sừng đi tà, cũng có nghĩa là cảm ơn. Và có cô mát sừng đi tà thì có nghĩa là có lẽ là nó có cái mức độ cảm ơn nó hơi cao hơn một chút so với cái từ khám xa hàm lì tạp, nhưng nói chung hai từ này là các bạn có thể dùng thay thế cho nhau được. Thế và khám xa hàm lì tạp thì từ xuất phát từ chữ Hán cũng là cảm tạ, còn cô mát sừng lì tạp thì có nghĩa từ xuất phát là tiếng hòa, có tiếng thuần Hàn đó. Thế nhưng mà cho hai từ này chúng ta hoàn toàn có thể dùng thay thế cho nhau. Các bạn thân mến, sau cái buổi học ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng các bạn có thể tự tin khi gặp một bất cứ một người Hàn Quốc nào và chúng ta có thể tự giới thiệu với chúng ta được. Bây giờ tôi sẽ xin đọc lại một lần nữa, các bạn đọc theo tôi để nhớ và học thuộc cách phát âm, cũng như là các bạn cố gắng có thể học được thuộc luôn được các cái câu này thì rất là tốt. Còn nếu không thì mong các bạn về nhà lấy cố gắng là luyện tập và học thuộc được những cái câu này, thì sau này chúng ta sẽ có thể nói được nhanh hơn. Các bạn đọc theo tôi nhé. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 여러분을 만나서 대단히 반갑습니다. 저는 Nguyễn Thị Lan입니다. 대학교 1학년 학생입니다.
nên sumun sarimita. Chenin Hanguk Cyber Taekyo에서 한국어를 공부합니다. Ho Chi Minh에서 삽니다. 한국어를 열심히 공부해서 한국에 가고 싶습니다. 감사합니다. 고맙습니다. Đó là toàn bộ cái phần Chakisoke, tức là sự tự giới thiệu về mình mà hôm nay chúng ta đã học. Xin chúc các bạn sẽ có tự tin tự giới thiệu về mình trước một người Hàn Quốc mới gặp nào đó. Và hẹn gặp lại cho các bạn trong buổi học lần sau. Xin tạm biệt các bạn. 안녕하세요.